khổ nè. Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Dạ hôm nay thì nhóm mình rất là vui thì được chú giúp thím Trô Trinh thì có gửi đến nhóm là một lẩu cá bông lau nha quý ông bà cô chú. Đây. Cá bông lau 6 ký mấy. Hết hộ. Dạ cá này mình mua là còn sống, thở oxy nhưng mà mình mang về tới đây giờ muốn chết rồi. Dạ thì cá bông lau này thì cái cô bán á, cổ có dạy mình phân biệt cái đuôi nè, cái đuôi của nó là màu hồng hồng, còn cá tra với cá hú thì nó không có màu hồng như gì, nên là phân biệt ra cái đuôi để mà biết được con cá bông lau, với nó cũng trắng hơn nữa, mình nó trắng hơn. Dạ cá này thì nước ngọt nha, ở ngoài sông lớn mới bắt được. Dạ thì thay mặt ông ngoại bà ngoại với cả nhóm cho con gửi lời cảm ơn đến chú thím rất là nhiều nha. Còn kính chúc chú với thím luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công và vui vẻ trong cuộc sống. Dạ thì cũng năm mới đến rồi, con chúc chú thím được vạn sự như ý, vạn sự cát tường và bình an trong mọi lĩnh vực. Dạ tiên vô đi con. Lại dạ. Hồi nãy anh Đơn nói là chia bắp chuối cho tám 25 ngàn ký chuối hộp. Được, được con, được. Dạ. Này cá này thì mình mua ở chợ huyện mới có chứ ở chợ mình thì không có nha. Mình phải ăn bếp ngăn rồi thì đang học online. Còn Tường Vi thì bữa nay bệnh rồi. Như mấy đứa đang thi hả Ngọc? Ai với Ngân á? Dạ. Thi mấy ngày rồi? Vừa học vừa thi, như hôm qua thi được 2 môn rồi. À. Thi tới 2 tuần nó mới ngồi. Tuần này với tuần sau nó mới ngồi. Ừ. Cá này chút mình đem ra ngoài mặn. Chứ mặn ở đây. Này mà cậu mà tầm bức. Bức chặt nó mới nổi. 6kg hả ta? 6kg mấy á? Chắc cái máy rồi. Ừ. Có nhiêu tiền à, chịu gửi mấy chục. Chịu gửi 60. Thì khác không được. Lâu lâu mới có. Dặn bạn Hà nha mà bạn Hà mua không được. Giờ bữa hôm nay đi xuống dưới đi sớm mới mua có. Yeah. Lâu lâu người ta mới bắt dính chứ không phải là ngày nào cũng có. Bà bán phanh không mà có mình mua nguyên con. Bà hỏi hả? Hả hoài. Lấy quyền con. Nó tưởng đâu mình nói dở cái gì bà hả hoài. Tại thường người ta bán phanh không ạ, đâu ai dám ăn nguyên con đâu. Mình xuống họ bất ngờ. Nấu lẩu cá bông lau đó thôi. Ừ, cá bông lau này nấu lẩu với nhúng giấm. Nhúng giấm nó ngon. Mà nói vậy lần đầu tám ăn. Nào giờ có ăn đâu biết. Mà nghe người ta nói. Con mới gặp luôn á. Mấy giờ chẳng. Tám chạy qua chạy lại tám thấy rồi mà tám không có biết con cá bông lau. Ừ, cái tám hỏi bạn Hàng. Bạn Hàng có chỉ. Nhìn nó giống như là con cá tra vậy đó. Tôi tựa như cá tra. Cái đầu nó bự quá. Ừ. Cái đầu nó muốn sạc ai. Cái chị bán chị nó phân biệt là nhìn cái đuôi á. Dạ. Chứ nhìn cái mình nó cũng giống giống cái kia. Đây, cá mình mặn sạch sẽ rồi. Giờ mình ướp tỏi phi với gia vị nha. Cho nó thấm. Hết sức mỡ.
Bên đây thì cái nồi lẩu nước nó sôi nè. Nãy thì mình có nấu cái nước khóm trong này nè. Giờ mình để cà chua vô. Để cà chua mình nêm cái là thấy ra cái nồi lẩu là bắt đầu mình ăn thôi. Mình bỏ vô một mớ cá đi cho nó chín, còn mớ thì mình để vào dĩa. Cá này kho lạc ăn cũng ngon, này kho nước dừa ăn ngon lắm. Rồi cái khứa cái phanh này hết sức bự. Wow, đầy nồi luôn rồi, mới có mấy phần đầy nồi luôn rồi, tràn luôn rồi. Dạ, mình múc nước lẩu ra ngoài chảo để đem ra ngoài cho ăn tiệc nha. Ôi, cái khứa cá nó bị chả đá lửa luôn. Từ từ thôi đó. Wow. Con dính quá thế này. Dạ, lẩu chín này quý bà cô chú ơi. Dạ thì cha cái lẩu hôm nay đó, lẩu này là lẩu cá bông lau của chú Thím Trô Trinh gửi cho ngoại với cả nhóm. Dạ, cá bông lau á. Dạ con kính mời chú với Thím ăn lẩu với nhóm của con nha. Dạ con kính mời quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn dùng lẩu cá bông lau với nhóm mình nha. Hôm nay lẩu cá bông lau thì mình ăn với rau đó thì 4-5 loại á. Rau nhút rồi cù nèo rồi rau muống rồi có bắp chuối nữa. Này mình ăn với bún với mì thì có nồi cơm nữa nha. Ai ăn cơm thì bới. Dạ cha mới ăn đi, múc cho ngoại đi con. Ngoại ăn bún hay gì? Rồi ăn lên năm anh Út với Đỉnh. Mấy đứa nhỏ nè con. Mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ gấp không tới đó, cá này chính là gấp một phần để qua cái dĩa đó. Rồi mấy đứa tự dối. Được không? Đưa cái dĩa vô kêu ba của nhà kìa mà gấp qua cái khứa cá cho con rồi bỏ khứa cá mới vô. Chuyền cái giá. Chuyền dĩa về. Chuyền dĩa vô anh múc cho mấy đứa đi. Con ngồi đây con múc. Đây. Đưa cái chén này ngoài. Cố gắng rồi để khứa cá vô đi. Anh ít nữa nước. Nước ít hả cô má hả? Ừ, của tao. Má ăn đồ ăn ít chịu. Má thích ăn cái bụng không ta? Hả? Má thích ăn cái bụng không? Cái gì cũng ăn được hết trơn. Không. Nè, má ăn rau thì tự gấp. Cha ăn gì? Ông ngoại ăn gì? Cơm hay gì? Thôi để tao đi. Cơm à. Cơm hả? Vậy ra tự gấp cơm đi. Có cộng rau rồi thì của ngoài rất ngoài đó luôn à. Ừ. Đứng trước đi, hỏi ăn mì. Rớt mất mà ấy. Ngon con nướng miếng gào vô thôi. Này đặt trên. Mình ngồi vậy luôn đi, tròn tròn khó quá. Ừ, ngồi. Rồi, cái nào chín múc ra. Chín rồi, cá này nãy giờ em nấu trong nồi chín rồi.
lấy cái dĩa nó đi, múc cái thế này ra đi. Đây, để em lấy cho, để em lấy cho. Đây, cái đầu đây. Mình để rồi vô. Ừ, bỏ rau vô đi. Đâu rồi, tới chén. Ủa, lấy rồi hả? Lẻ chưa? Lấy rồi, chị lấy. Ừ, để chứ. Nè, cô tự múc đi. Ôi, rau này chín rồi nè Ngọc ơi. Chín quá dở lắm, chưa. Nè. Ừ, có rau rồi, ăn rồi, cứ để chín. Chín quá là nó sẽ bị dai hà. Cá này chắc béo dữ rồi nha. Mỡ hết sức mỡ. Nhìn có lại nó là béo. Dạ. Nó lớn rồi cũng béo. Cá này nuôi được không cha? Được nhưng không, nuôi con nuôi bè rồi đó. Vậy hả, nuôi được hả? Nuôi bè. Vậy con tưởng đâu cá sông tự nhiên chứ. Cá này bữa hồi người ta giăng lưới ở ngoài sông 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 lớn á, mới có nè, cái là người bán á. Đó là sông lớn á. Thả lưới bông lau ngoài sông Mỹ Hội á. Là sao hôm bữa mình thả đó hả? Rồi. Mà lưới của mình không phải lưới cá bông lau hả? Đâu phải. Bông lau này nó thưa lắm mà. Bông lau lưới kia kìa, lưới chỉ dây nông á. Vậy hả? Chịu mới nổi chứ đâu có lưới này thì chịu đâu nổi. Gắt phải không? Ừ. Cha theo ký vô lưới mình chắc muốn lâu điện tiêu. Lội đi mất cái lưới. À lưới dây nông mà. Chỉ bằng dây nông. Nông mà lụm mình nông mà đậu chín á. To vậy đó. Nông. Dạ. Tôi thì cũng thả một lần đó, không có con vàng đó. Đi ba chảo. Cái vô đánh tá không? Có khứa này nè. Mấy đứa này ăn rau không? Cái nạc nữa đó. Ừ. Ăn mì không phải không? Mấy nhỏ ăn rau hả? Mấy nhỏ không biết ăn rau ý. Cà chua luôn nè. Không. Được rồi. Thank you. Ở ngoài múc nước chai như thế cơ mà. Được rồi, thôi, để ông làm này mất tiền. Ngoài có cá chứ ngoài. Cá đây nè. Cá đây nè. Anh muốn thêm không? Không rồi, 6kg mà, 6kg nó chịu mấy hả? 6kg mấy? Chịu mấy thì tính ra... 6kg ạ. Ơ dạ. 6kg mấy gần 7kg đó. 250 ký bán cá à. Bây giờ cá sống là 250, còn cá chết đây không biết nha, em có hỏi. Được, không còn cá chết bự lắm. Khé. À không con, có ly nước ngọt nặng không? Ở đây. Ly này có ngăn hả? Dạ. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Ăn cá nữa không? Ăn mì nữa không? Ôi ở cục đen gán hồi nãy để cho mì cục gì á? Cục cá đó. Cá bông lau rất ngon không? Ăn nữa không? Đấu gì vậy? Vút mì vậy? Cá này lạ lắm đó con. Ăn cá nữa nha. Ăn cá nữa. Ăn cá này thông minh nè. Ăn cá đó. Ăn cá mà hơi cục gì đen đen hả? Ăn bún. Ăn bún không? Còn tiếp khi... Tiên, thả vô miếng rau con. Khi còn không? Bây giờ hết rồi. Pepsi còn cái chai sau lưng của cậu Năm hả vậy? Cái gì? Pepsi. Qua nè. Cho mày nguyên chai luôn nè. Rồi uống hết đó. Uống hết. Uống gì hết. Uống hết đem nhà luôn con. Đúng. Bún lấy cái tô đem đây đi Ngọc rễ vô cho. Nè dư cái chén nè có nè. Cái tô nãy đâu? Nè dư cái chén nè con ơi, được rồi. Nè. Chan nước không? Chan nước cho nó luôn. Chan nước bún luôn nha. Như để cho hiện cục. Ăn cái bún không hay gì? Bún không hay gì? Chan nước không? Bún hay ăn mì? Thịt bánh, thịt nhảy hàng ngã, ngọc để thịt gì? Thịt cá đó. Cá, để cho nó cục nè. Cá. Để ăn cá vô lẩu không? Để cá vô ăn luôn ha. Chan nước lẩu không? Chan nước lẩu. Không hả? Để mình nấu không thì mới chan được. Để mình nấu xong rồi mới chan được. Vậy là nó ăn mì đâu ăn bún đâu. À, ăn rồi ăn bún hả? Rồi đợi mẹ nấu xong rồi thôi nấu cho được. Mẹ nấu xong rồi, nước lẩu đó sôi rồi, giờ chan bún cho Hiển với lại để cá nha. Rồi vậy đi. Bây giờ quyết định ăn mì hay là ăn bún? Bún. Nè con vẽ cá nạc nào cho nó đi. Cá này chưa chín. Để tắm chở đây. Cá cái này à. Nó cái nạc của nó.
cá mà 2-3 kg rồi tao thấy cá 6 kg rồi nè. 6 kg mấy? Cha chưa thấy hả? 6 kg mấy nè, chưa có thấy đâu nha. Thả dính hoài gì? Chưa thấy rồi. Mà lâu lâu hơn lắm mới dính lên nằm ơi. Nước mới có chứ đâu phải rồi. Đúng rồi, nhiều khi thả nó cạnh nước lắm. Em gửi bạn hàng mua là không có đó. Đưa cái chai nước cho nó đi nè. Gửi mua bữa trước không có đó, rồi bữa nay em đi chợ sớm em kiếm. Không. Cái ly ở trước của Hiển đó, Hiển gót cả cái ly. Cái này chỉ có chừng dầm nao nhiều thôi. Dầm nao đường lên Châu Đốc hả? Đúng dầm nao nào Tịnh Giang á. À, chậm ở cái gì Bình Thiên gì đó hả? Đúng Bình Thiên đúng không? Ờ, trên dầm nao á, chỗ đổ dòng nước sấy á. Chỗ là đất sập phân bữa đó hả? Phải không? Trên đó đó. Chỗ đó là cá thả cá này không ạ? Vậy hả? Chứ còn cái đoạn mình ít ăn. Ừ. Nào mình kiếm tay lưới mình đi thả thử xem không? Tay lưới này nè. 2 tháng kiếm lắm. Hơi chui. Để ăn ở đâu? Thì khi 2 tháng chưa có thử. Nó đâu phải là dễ có, dễ bắt nó đâu. Nó có mùa. Mùi với đã biết nước nó đi mới được. Nó cầm nước chưa lắm. Vậy hả? Tầm một tiếp nó cũng thả lưới nặng nè. Vậy là cá này khó bắt dữ ha. Bởi vậy nó mới mắc. Thành nước mới có. Nó khó cá luôn. Nó bỏ là trang chỗ mấy cái dòng sấy quặng không à. Sâu sấy. Có loại hình như 500 ngàn ký nữa đó. Mà người ta bắt bự lắm không? Đội con mười mấy ký lên. Dạ đúng rồi. Không có rồi. Nào thả nhiều con mấy chục ký à. Mấy chục ký chưa thấy con đó. Nó quay lên mấy cái kênh YouTube hoài đó. Vậy hả? Mình sao mà mới thấy cả 6 ký mấy này chưa nói giờ thấy cũng thấy mình lặn lắm rồi mình nhỏ nhỏ không à. Có khoảng 3-4 năm gì trước đó con cá bông lau đâu 9 mấy ký mà nó trôi là mà còn sống nha, nó lội đưa tới bên đò gặp luôn, còn thằng cái đỏ gặp cắp vô kéo vớt liền. Mà thằng đó cũng no. Chắc nó bị xẹt phải không? Để tôi chợ nó bị điện cái gì. Chắc điện á. Bây giờ người ta cào cũng bằng điện không? Trời ơi. Xui quá. Cái này nè. Xui về lấy đi chén. Ăn bún ha, mẹ đút bún hay nha. Nha. Ăn trời 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 cái đầu dữ dằn ăn nổi ghê không? Nha. Nghe cá này nha. Sáng đi theo đẩy xe đẩy bánh đó. Hô theo phụ, ngồi trên xe chắc có phụ gì đâu. Lái thì còn gì đâu. Ai đến này chắc con gì heo. Vậy chứ con xin mà không cho gì. Mẹ kêu có y vải con đi không? Vậy hả? Vậy là tại mẹ kêu hả? Cá nó con cá này ngon lắm, nãy anh Bi ăn hết rất nhiều nè Su. Ăn con cá này thông minh nè con. Cái nào? Cá bông lau biết không? Cha có nào? Nè để mẹ cho ăn con thử miếng. Con thử cực ngon lắm. Anh Bi nãy giờ ăn 2 chén rồi đó. Gặp cái này là tới chỉ thành công. Chút xíu đi, chút xíu đi. Đóng nóng nha. Nha. Yeah. Cháy cái mồng con. Cháy bỏ luôn á. Cháy cái mồng con. Không. Anh nhìn nè. Trời ơi. Ý quá. Cái gì? Uống nước ít thôi. Mày gặm cái này tiếp. Dạ. Cha gặm đi. Thôi, cá mấy cái này không béo không lắm đó cha. Không. Cái đầu mày gặm nhìn thử. Mà vậy khúc nào ơi. Nó mềm gập rồi. Ăn đầu bổ đầu. Này con gắp cho. Chén ra đây. Thank you.
Nè con trướng cậu năm cà má chứ không á. Thì chị anh quay. Nên nó tưởng là cậu năm cầm máy chứ. Anh ba ăn lẩu rồi anh ba. Ủa? Kê. Ê má. Mày cái gì? Cầm máy quay rồi không dám vô hay gì? Hả? Là ý vậy là nói thì sao? Con năm quay là không có vô đâu. Ừ. Là sao bữa nay thấy cậu nào không có cầm máy thì thắc mắc hả, hỏi hả? Ăn bún với cá luôn nha. Ăn được quá ha. Đi vừa nãy đó nghe, làm hai chén rồi đó hả? Làm như cá này ngon hay vậy ha, chứ nó đâu có biết ăn cá không. Hết ăn chan nước không thầy Khởi? Hỏi mới ngại chan nước với ngon rồi. Hết cồn vô được. Hết thì vậy. Mấy cục cồn nữa coi. Mấy cồn luôn đó. Mấy con cục nó ngon. Tại gấp cái chén lần lượt rồi ai gấp cho nó dữ vậy? Tại cá nó đi dưới đó rồi. Ờ vậy hả? Mấy cục cồn nữa coi. Gấp gì thì sao ăn được. Rồi để mẹ chào cái đi ha, cho chị ăn vô ăn ha con, rồi mẹ rút mình. Và một lần nữa cho con cảm ơn đến chú với thím rất là nhiều nha. Chú với thím đã tạo cho nhóm có một cái buổi ăn rất là ngon. Và cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh miền Tây quê mang gia nha. Và mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.